Ô tô Bùi Hiếu kính chào quý anh chị em ha. Hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị em một em bé bé xinh xinh nè. 1 tấn 25 nhìn rất đẹp trai nha, TMT đời 2015 lớn. 1 tấn. Này là em nó là 1 tấn 25 á, hạ tải còn tấn 2 nha quý anh chị. Xe này rin cả xe. Em vừa mới xét đăng kiểm chiều nay luôn á. Thùng bựng mở hông hai bên rồi đầy đủ nha. Đó, bựng mở hông hai bên rồi đầy đủ hết. Vách inox nguyên một con, pano zin đóng lên. Nhìn xe rất liền nha quý anh chị. Mà đời cao nó đời 25 lận. Nhìn xe liền không? Quá trời đẹp, quá trời liền luôn ha. Rồi đời 25 thì riêng về sắc xi, máy móc, gầm bọng là miễn bàn rồi ha. Vỏ lốp em nó còn tầm 60% thôi. Sắc xi rất đẹp nha quý anh chị. Xe này em chưa có rửa ráy gì hết trơn ha. Như clip trước em đã giới thiệu đó. Nhưng mà xe này thì em mới đăng kiểm tức thì xong. Vừa mới đăng kiểm hôm nay và hôm nay em lên cái clip cụ thể cho quý anh chị xem. Nước sơn rin cả con nha quý anh chị. Nước sơn rin cả con. Xe này rin tuyệt đối rồi, không có gì mà để mà xem để mà chê cả. Đây. Xe này là không có máy lạnh nha quý anh chị ơi, xe này không có máy lạnh nha. Táp lô rất đẹp nha. Ghế nỉ. Bộ ghế nỉ. Trần. Nội thất. Nói chung là xe này là liền đẹp. Là đời 25 mà. Em bán giá mềm cho quý anh chị thôi 118 triệu nha. 118 triệu đời 25, máy dầu. Tải trọng em nó là 1 tấn 2 nha. Tải trọng em nó là 1 tấn 2, thùng bựng mở chung quanh hết toàn bộ nha. Thùng kèo bạc. Thùng dài em nó là 3,2 m lọt lòng. Thùng sàn là phẳng lì nha quý anh chị. Thùng sàn phẳng lì, thùng inox. Em ơi. Đỡ cái bẩn lên đi. À đóng bẩn lên. Đó, cái bẩn mà đóng lên là nhìn nó rất liền nha quý anh chị. Nhìn đẹp, xe rất đẹp nha. Nhìn xe rất đẹp. Nhìn cái cửa sau á, thùng ở Phan Thiết người ta đóng rất đẹp nha quý anh chị. Riêng ai sợ vùng biển. Nhưng mà còn cái này là dàn gầm là rất đẹp nha. Xe này không phải là gờ sát biển đâu. Cho nên em soi kỹ cái dàn gầm cho quý anh chị xem ha. Không có mục một miếng nào, sắc xi rất đẹp nha. Dàn gầm rất đẹp ha. Đó, dàn gầm rất đẹp. Rồi bây giờ nổ máy cho quý anh chị xem ha. Đây, chất rin của em nó đây. Chỉ chiếc rồi vẫn còn nguyên rin ha. Cái máy em ru mạnh mẽ nha. Rồi. Em qua cái máy, máy khô, rất khô nha quý anh chị. Máy rất khô và rất mạnh nha. Rồi, em thử ra cho anh quý anh chị xem ha. Rất mạnh nha quý anh chị. Em mở nắp nhớ coi, mở nắp nhớ gì mà. Đây nếu mà có đổ hơi hay không là mở nắp nhớ ra là quý anh chị thấy liền ha. Dàn gầm nè, dàn gầm em nói là rất ok nha, gầm cabin rất ok nha. Rồi em quay máy cho quý anh chị xem ha. Ồ cái này vặn hơi lâu à. Cái này á, ren nó quá dài luôn á. Đây cái máy nha quý anh chị. Cái máy không hề đổ hơi nha. Máy em không hề đổ hơi nha. Lưng cabin nè quý anh chị ơi. Mới toe luôn nha. Nước sơn rin nguyên con luôn. Chưa chảy xước gì hết. Ở dưới chân dàn gầm là không có một mòn gì hết ha. Rồi xe này đời 2015. Tải trọng 1 tấn 2. Em bán cho quý anh chị 118 triệu. Đăng kiểm là hôm nay em vừa mới xét xong nha. Phí đường bộ em vừa mới đóng 1 năm sau nha. Tháng 7 2023 lận. Với lại số tiền này thì quý anh chị phải chạy hết đăng kiểm vẫn dư tới cái tiền mua xe luôn. Mấy anh chị mà khởi nghiệp á,
sở hữu chiếc xe này vừa chạy hết đăng kiểm là dư cái vốn xe này rồi. Tại vì tính ra là 112 triệu thì một tháng chưa tới 10 triệu nha quý anh chị. Thì chiếc xe này chạy dư ra một tháng chưa tới 10 triệu thì quý anh chị vô tư mà chạy rồi. Máy móc cầu đít số chạy cực kỳ ngon rồi ha. Rồi quý anh chị nào sở hữu chiếc xe này thì xin gọi cho em số hotline 0977 317 268 nha. Rồi em Hiếu xin kính chào quý anh chị. Rồi, chúc quý anh chị một ngày thật là nhiều vui vẻ, thật là nhiều sức khỏe nha.